Các bạn ạ, bây giờ mình sẽ lên phía trên này. Mình sẽ nhảy thử thách bản thân nhảy xuống dưới xem như nào nhé. Đầy năng lượng. Hiện tại anh em mình đang có mặt ở thác Du Già của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Hôm nay anh em mình sẽ đi giải nhiệt mùa hè các bạn ạ, sẽ chơi các trò chơi và làm các món ẩm thực ở tại cái thác Du Già Du Tiến này. Em đi trước đây. Hả? Hồng đi trước à? Đây, ở đây có một anh đang bắt cá các bạn ơi. Kia nhảy đi. Ai lên đâu? Mình sẽ lên trên đây mình nhảy. Bây giờ sẽ đến lượt Hồng Cao Nguyên nhảy từ độ cao 1 mét so với mực nước suối. Bây giờ mình sẽ lên phía trên này. Mình sẽ nhảy thử thách bản thân nhảy xuống dưới xem như nào nhé. Vừa nãy mình đã nhảy từ độ cao này rồi, bây giờ sẽ lên trên này. Được rồi.
Anh hãy cho em, anh hãy phát biểu cảm nghĩ khi nhảy từ trên độ cao như thế xuống, cảm giác như thế nào? Thực sự khi mà nhảy từ độ cao ở trên khoảng tầm hơn 20 mét như vậy thì lúc đầu ấy, khi mà mình nhảy từng bậc, lúc đầu mình anh nhảy cái độ cao khoảng 1 mét trước, sau đó dần dần lên khoảng 5 mét, 5 mét sau đó lên 10 mét, 10 mét là lên khoảng 20 mét thì cái lúc mà ở khoảng 20 mét lúc ấy thực sự nhìn xuống dưới rất là sợ. Chỉ sợ là mình không bật đà, mình không kịp ấy. Chỉ sợ là mình bật đà mà không đúng nhịp đà thì sẽ rơi xuống mấy con đá này. Nhưng mà khi mà mình bật đúng đà rồi mà chân nữa, chỉ cần ngón chân chạm xuống mặt nước thôi là cảm giác nó hoàn toàn rồi. Là khi mà chỉ cần ngụp xuống mặt nước là cảm thấy rất là sung sướng luôn. Cực kỳ là sung sướng khi mà được nhảy từ độ cao như vậy. Các bạn hãy thử một lần đi. Em cảm ơn anh nhé. Em có một câu hỏi thế thôi. Bây giờ hiện tại là đã bắt đầu đi. Đồ nè. Xem được không? Thả nhá. Được rồi, thả đi. Được. Sướng. Chưa sướng. Chưa chưa bắt nữa nào. Nào, chờ đi. Bây giờ vận động viên trường Sport sẽ thử. Đi được không? Tao đi đã. Cứ này thì tao đi đâu? Bố đi chứ. Hả? Ngồi chứ. Ai mà ngồi kiểu gì? Ngồi đây. Bên lên lên Hồng Cao Nguyên à, cái anh cuối cùng nhá. Mỗi lần thử phát. Sẽ cho mọi người mượn phao để trượt. Ai cũng muốn thử cái trò chơi mạo hiểm này. Hiện tại thì anh em mình đã bơi xong, mệt quá rồi. Bây giờ sẽ ra làm một món, đó là món gì Hồng nhỉ? Sườn bò nướng. Sườn bò khổng lồ nướng. Đây anh em mình bây giờ đang chuẩn bị bếp. Ít thôi. Bạn phát sang được. Đây. Ok, anh cứ cắm xuống bạn một phát theo chiều kim đấy, thế là được rồi. Xì chưa? Không bật được. Mà em sợ tí như là cháy hết này.
sợ cái đấy cháy ấy. Cái này nó chưa cháy, khô nên là cháy cũng được. Ngay đường ấy nhỉ? Nãy rửa qua không? Hả? Nãy rửa qua không ấy? Có chứ. Nhưng mà phơi lúc lại khô mẹ. Thế nó khô này là mình ngập. Ngay đường nhỉ? Tại ở đây rất là đông người các bạn ạ, cực kỳ là đông người luôn. Mọi người đang đến đây để chơi tắm dã ngoại. Anh em mình làm thêm tí cá nướng, sườn nướng, sườn bò nướng. Con này nó là chuột. Rồi các bạn ơi, bây giờ thì anh mình đã chín một món, đó là món cá rau xanh ấy. Cá này cá suối. Cá dầm xanh ấy. Xanh ấy. Con này dầm xanh này. Chỉ đợi khoảng tầm 3 phút nữa thì thịt của anh mới chín. Thôi mời các bạn cái ăn lót dạ cái bánh trước. Móc kia để đấy. Anh em tưởng mày giả vờ ấy. Thì họ đọc cứu đó. Sao cái đứa ấy kiểu họ nó chả được em giả vờ, nó định không cứu mà. Đừng giả vờ. Các bạn ơi, bây giờ càng ngày ở chỗ thác Du Già càng ngày càng đông rồi. Mọi người tập trung rất là đông. Nhất là các bạn người ngoại quốc đây. Wow. Sướng thật. Anh em mình đang ngồi chờ đợi cái miếng sườn bò khổng lồ chín nhưng mà mãi chưa thấy chín. Cá thì đã chín hết rồi. Bia còn oánh chén là sắp hết rồi đấy. Phê không Việt? Sướng không? Đông lắm. Đây. Hồng Cao Nguyên đang ngồi thổi phao tiếp để chuẩn bị chơi trò chơi mạo hiểm. Vận động viên Hồng Cao Nguyên. Wow. Hồng Cao Nguyên lại chơi trò chơi mạo hiểm đấy. Cẩn thận đâm đâu xuống. Quá hết nhở. Đi ra kia bơi đi. Anh em ra kia bơi đi. Bạn thấy xem ở đây rất là nhiều khách du lịch đang tham quan và chơi ở chỗ thác Du Già này. Ê. Đâu rồi? Không thấy mạnh công nguyên đâu rồi? À đây. Cuối cùng là món sườn của anh em mình cũng đã chín rồi, lật cái món này lên xem nào. Ui u. Thế nào? Được rồi, ôi ngon rồi. Nó là săn hết vào rồi ấy. Rồi anh em mình chiến đi nhá. Ui rồi, nhìn như quạt đi nhỉ. Ông chủ rồi, anh em tí nữa xuống dưới núi thì cứ bảo Du Già quán là. Tôi xin phép anh em cho mình thử miếng xem ngon không nhá. Rồi, xin mời các bạn nhá. Làm miếng. Được đấy. Ôi cái miếng này ngon này, anh được không? Vẫn ngon như ngày nào. Đá lên đây là ngồi đây. Ngồi nhá.